Còn bây giờ sẽ là những diễn biến thời tiết trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày cuối tuần, thời tiết ở thủ đô Hà Nội rất đẹp, mát mẻ và dễ chịu. Không biết là những nơi khác diễn biến thời tiết như thế nào để chúng ta sẽ cùng cập nhật với biên tập viên thời tiết Quốc Sáng. Xin mời anh. Vâng ạ, không được tạnh giáo như miền Bắc, các nơi khác của cả nước thì đều có cảnh báo mưa dông, nhất là ở khu vực miền Trung thì có khả năng xảy ra đợt mưa lớn mới. Từ đêm qua đến sáng nay thì mây ẩm đã bắt đầu phát triển mạnh và gây mưa to trở lại ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, có nơi lượng mưa đã lên tới cả 100 mm. Dự báo từ hôm nay đến mùng 5 tháng 11 thứ 3 tuần sau thì khắp khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi thì mưa rất to, với tổng lượng mưa ở đây từ 100 đến 200 mm và có nơi vượt 350 mm. Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An thì từ ngày mai cũng sẽ có mưa lớn và lượng mưa có nơi vượt 140 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập lụt các vùng trũng thấp. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có mưa dông sau khoảng 3 giờ chiều nay và cục bộ có nơi mưa to, sẽ kèm theo các hiện tượng như là dông sét và gió giật mạnh. Còn trong 1 đến 2 tiếng tới thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất dự báo là 32 độ C. Trở ra thủ đô Hà Nội hôm nay mây nhiều hơn, nắng gián đoạn, vì thế mà không khí mát mẻ cả ngày, nhiệt độ cao nhất chiều nay không vượt quá 29 độ C. Đến tối nhiệt độ giảm nhanh còn khoảng 24 độ C. Dự báo từ ngày mai thì có không khí lạnh mạnh tràn về và gây mưa khiến trời chuyển rét. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.